Chuyên mục phổ biến kiến thức. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục phổ biến kiến thức kỳ này, tạp chí xin được gửi tới quý vị và các bạn bài Sự thật bất ngờ về thần dược tỏi mọc mầm. Bài được đăng ở trong chuyên mục Bài thuốc quanh ta, báo Sức khỏe và đời sống. Thông thường, các củ quả mọc mầm hầu hết đều phát sinh chất độc, thậm chí là kịch độc như khoai tây. Tuy nhiên, tỏi mọc mầm lại có nhiều tác dụng cực tốt cho sức khỏe. Các nhà khoa học cho biết, thành phần của tỏi mọc mầm có rất nhiều chất chống lại các virus xâm nhập cơ thể. Đặc biệt, trong tỏi mọc mầm có chứa các chất chống oxy hóa cực mạnh, được chuyển hóa từ khi chưa mọc mầm sang mọc mầm, giúp ngăn chặn các bệnh do vi khuẩn, virus, chống ung thư. Không chỉ tốt cho sức khỏe, tỏi mọc mầm còn là khắc tinh của bệnh ung thư, là vị thuốc tự nhiên phòng chống căn bệnh nguy hiểm này. Quá trình nảy mầm trong tỏi kích thích sản sinh chất phytochemical có khả năng chặn sự lây lan của các tế bào ung thư ác tính và ức chế hoạt động của các chất gây ung thư trên cơ thể. Ngoài ra, tỏi cũng sản xuất một lượng lớn các chất chống gốc oxy tự do, một trong những lý do chính cho sự hình thành của ung thư. Bảo vệ tim mạch. Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm ACS mới đây cũng cho biết, những củ tỏi đã mọc mầm 5 ngày có hoạt tính chống oxy hóa tốt cho tim, cao hơn tỏi tươi, cũng giống như cách photochemical ngăn hoạt động của các chất gây ung thư. Tỏi mọc mầm cũng đẩy mạnh hoạt động của enzyme và ngăn chặn các hoạt động dẫn đến sự hình thành màng bám, tác nhân quan trọng dẫn đến bệnh tắc nghẽn tim, bảo vệ cơ thể khỏi các cơn đau tim, ngăn ngừa đột quỵ. Tỏi mọc mầm cung cấp lượng phong phú chất ngăn ngừa sự hình thành của các cục máu đông. Ngoài ra, chất nitri trong tỏi giúp làm giãn nở động mạch, cả hai chất hoạt động song song giúp chống lại sự hình thành của các cơn đột quỵ. Chống lão hóa. Chúng ta đều biết rằng chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa sớm bằng cách loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể. Nhưng theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Hóa học, Nông nghiệp và Thực phẩm, tỏi mọc mầm không chỉ ngăn chặn sự xuất hiện của các nếp nhăn mà còn có khả năng giảm thiểu sự suy thoái của các cơ quan trong cơ thể, tăng cường hệ thống miễn dịch. Nếu bạn thường xuyên bị cảm lạnh và ho hoặc nhiễm trùng thì tỏi là một phương thuốc hữu hiệu. Đó là bởi vì mầm tỏi, đặc biệt là loại đã mọc mầm 5 ngày, cung cấp cho cơ thể chất chống oxy hóa, tiêu diệt sự nhiễm trùng cho các tế bào trong cơ thể. Những chất chống oxy hóa lần lượt tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn bằng cách bảo vệ các tế bào, rất có tác dụng diệt nhiễm trùng. Việc ăn tỏi đã mọc mầm sẽ giúp ngừng ngay lập tức các triệu chứng về ngộ độc thức ăn như tiêu chảy hay đau bụng khi phải ăn thực phẩm không rõ nguồn gốc. 1. Khi tỏi mọc mầm có nghĩa là nó đang bị già đi chứ không phải hỏng. Bạn vẫn có thể sử dụng tỏi mọc mầm để nấu ăn. Chỉ loại bỏ tỏi khi thấy có những đốm đen trên tỏi vì đó là dấu hiệu tỏi đang bị hỏng. 2. Bạn có thể cắt và loại bỏ phần xanh của tỏi mọc mầm trong khi nấu vì nó có mùi mạnh. 3. Các chuyên gia y tế cho biết tỏi mọc mầm có nhiều lợi ích cho sức khỏe tim hơn tỏi bình thường, giống như gạo, đậu và các loại hạt. Thậm chí, tỏi tăng cường chất lượng dinh dưỡng theo tuổi. 4. Tỏi mọc mầm sản sinh các hóa chất thực vật có thể hạn chế sự lây lan của một số loại ung thư nhất định. Ngoài ra, tỏi chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp chống lại các tổn thương do gốc tự do. 5. Tỏi mọc mầm cũng chứa nhiều hợp chất ức chế hoạt động của các chất sinh ung thư. Nó cũng ngăn ngừa sự hình thành của các mảng bám và bảo vệ tim. 6. Nếu hệ miễn dịch của bạn kém hoặc nếu bạn bị cảm lạnh
bạn có thể ăn mầm tỏi vì nó giúp tăng cường miễn dịch. Tỏi mọc mầm 5 ngày có thể tăng cường khả năng miễn dịch. 7. Tỏi mọc mầm cũng làm chậm quá trình lão hóa, có thể ngăn ngừa sự thoái hóa liên quan tới tuổi ở nhiều cơ quan trong cơ thể.